Chào các bạn, bữa nay là ngày chủ nhật cuối tuần, mình tranh thủ đi đến công viên Hà Lê Bác này chơi. Thì trên đường đi thì mình có đi qua nhiều đường nhưng mà mình không có tập trung đó. Thì công viên Hà Lê Bác này là một công viên khá rộng lớn và nó nằm ngay trung tâm thành phố Christchurch này. Và như các bạn thấy trước mặt là một cái sân golf. Nếu các bạn là người thích chơi golf đó, thì ở New Zealand này sân golf khắp mọi nơi, và đặc biệt trong cái thành phố Christchurch này nó có một sân golf trên công viên Hà Lê Bác này. Thì sân golf ở đây thì nó là dành cho mọi nhà, tức là bất cứ ai cũng có thể chơi golf nha các bạn, không phải là giống như ở Việt Nam chúng ta là người giàu mới chơi golf. Còn ở công viên Hà Lê Bác này rất lớn, bên đây mình chỉ đi một góc cái công viên phía bắc thôi, thì bên đây nó là sân golf rất là rộng. Và trong bên cạnh đó, bên phải mình nó là một con đường, người ta gọi là con đường Harper, giống như là một con đường đại lộ luôn đó, xe bốn làn, xe hai bên chạy qua rất là nhộn nhịp. Thì song song đó nó có một hàng cây xanh rất là mát rượi, dành cho những bạn nào mà yêu thích thể thao, chạy bộ, đạp xe đạp hoặc đi bộ, có thể đi quanh cái công viên Hà Lê Bác này, cho dù trời nắng trời mưa đi lúc nào cũng không sao. Thì bây giờ mình sẽ qua cái phần phía sau lưng của mình coi nó có cái gì các bạn. Lúc nãy nên là phía bên trái của mình, đây là phía bên phải của mình. Thì ở đây nó có một cái là một cái thảm cỏ, hoa cỏ. Thì hoa cỏ này nó có rất là nhiều loại hoa, giống như cái hoa dại các bạn. Nhưng mà nó có một loại cái là nó có hoa hướng dương hoặc là hoa cánh bướm màu vàng này. Dưới này các bạn thấy có thể là ong bướm nó bay rồi, nó rất là nhiều. Mình bây giờ mình coi là đây gần này. Bạn thấy nè, mình zoom lên nè, hoa này giống như hoa bướm bướm, lá cánh rất là nhỏ, phất phơ. Nên đây là những cánh hoa màu tím. Rồi xa xa kia là nó có cái hoa bướm dương là tím nha, còn là màu tím luôn. Mình sẽ đi qua gần bên trong, còn bên đây là nó phất phơ, các bạn thấy là hoa dại bay rất là thích. Lần đầu tiên mình thấy những cái hoa này nó màu tím mà nó bay như thế. Bây giờ bên này mình nằm vào bên trong này, bên trong này nó có cái những cái hoa màu tím nè các bạn, nó rất thích, nó dài đó. Xen kẽ gì đó thì nó có những cái hoa hoa hướng dương này là sunflower, màu tím đỏ, giống đỏ đậm mà giống như màu tím đó. Các bạn thấy bên này nó đang mọc lên những cái hoa này rất tự nhiên. Mình zoom lớn cho các bạn thấy nha. Mình hy vọng các bạn thấy, cho dù con ong này nó có thích. Rồi mình sẽ đi vòng sơ một vòng bên trong này. Tím vàng màu sắc rất thích, rất là thích. Khi mà khám phá về cái chỗ cái vĩnh hoa dại ở đằng kia, thì mình đi vào ngay chỗ này là cái hồ trung tâm của cái phía bắc của cái công viên Hà Lê Bác này. Thì hồ trung tâm này rất là nhiều vịt, ở đây là vịt trời, và chúng tha hồ mà tụ tập ở đây tắm bơi uống nước hoặc là có là sinh con đẻ cái trong cái hồ này. Xa xa thì mình sẽ thấy được là những đó là con hải âu trắng trắng nha các bạn, không biết các bạn có thấy hay không. Ở đây là những chú vịt bơi lội rất là tung đăng, rất là thích thú ở đây. Thì song song mọi người ở đây cũng có thể là một cái điểm tụ tập vui chơi của mọi người, tại vì là ở xa xa đằng kia nó có cái bãi đậu xe, là cái bãi đậu xe đó là có thể đậu được 4 tiếng đồng hồ, và mọi người có thể đi
xe hơi, từ xa có thể đi xe hơi ở đây và sau đó là đi dạo bộ xung quanh công viên Hạt Lê Bắc này, hoặc là người ta có thể tổ chức những trò chơi, ví dụ ở xa xa đằng kia là có một nhóm họ đang là tổ chức trò chơi, những cái trò chơi cộng đồng. Công viên là dành cho tất cả mọi người và mở cửa tự do. Cái bãi đậu xe này thì nó có thời gian quy định, mình zoom lên cái bãi đậu xe các bạn thấy ha, là buổi sáng từ 6 giờ, buổi chiều tối hình như là tới 9 giờ tối. Còn bình thường thì là gặp vào mùa hè này thì là trời rất là sáng, nên có thể là nó mọi người có thể là đậu xe những nơi khác đi bộ tới đây, đi dạo đứng chợ, rất là thích. Hồ nước này cũng đôi lúc là một cái chỗ mà những cái bạn mà thích chơi đua thuyền hoặc những cái chiếc thuyền nhỏ điều khiển cano nhỏ nhỏ đó, họ có thể ra đây họ chơi. Rất là thích thú. Cái hồ này họ không tắm đó, các bạn có thể thấy nước ở đây nó không có được sạch lắm, tại vì trời họ nó bơi ở đây rất là nhiều. Mình sẽ quay một vòng ở công viên này. Xa xa đằng kia nó có cái mà người ta có thể treo chơi các trò chơi bóng rổ, họ chơi một chỗ môn hockey. Ở đây nó công viên thì tại vì New Zealand này nó không nóng lắm, thì đường thông thì là trong thành phố nó không có, ở công viên này nó cũng có những cái thông rất là bự. Các bạn có thể thấy trên cao nó có thể là có những cái trái thông đang trên đó. Đối với người Việt Nam mình mà việc nhìn thấy thông á, thì rất là hiếm, chỉ có một số vùng như ở Đà Lạt hoặc là trên Sapa. Không biết là Sapa có không, tại vì mình cũng chưa đi lên Sapa lần nào, nhưng mà ở Đà Lạt thì mình thấy có thông. Còn một số vùng khác là tìm cây thông rất khó, còn ở Christchurch này hầu như là ở đâu cũng có, tại vì nó là lạnh, hoặc là New Zealand này lạnh nên cây thông rất là dễ sống. Đó là cái phần chỗ cái công hồ này. Mình sẽ đi qua bên kia nữa, tí nữa mình sẽ đi qua bên kia rồi mọi người thấy một số chỗ ở cái công viên Hà Lê Park này, rồi mình sẽ tiếp tục đi nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi video để thấy những cái cảnh đẹp khác của Hà Lê Park. Vừa rồi là bên là cái hồ bự, bên này là một cái hồ nhỏ này hầu như là nước ở đây là nó đọng lại của nước mưa tới thôi, nó không có là hệ thống là cấp thoát nước các bạn. Thì hồ nhỏ này tương đối là nước tự nhiên tự cung tự cấp luôn. Nó có một cái hệ sinh thái là cây cối hoặc cỏ mọc chỗ này nó tự sống, và nó có những cái cỏ rất là cao đằng này, xa xa là có những bằng vịt và nó có sinh sôi. Các bạn có thể thấy trong một hình là nó một mẹ và hai vịt con đang đi chơi trong hồ đó, đó chú vịt con vừa lặn xuống đó, rất là thích. Đó là hoàn toàn tự nhiên các bạn. Mình sẽ tranh thủ đi qua cái một cái chỗ khác để quay cho mọi người thấy nha. Sau khi đi vào ngang chỗ cần bãi giữ xe lúc nãy mình nói khúc trước đó, thì đây là đến bên trái mình là hay là gọi là Botanic Gardens. Các bạn thấy là sông trước mặt mình là một con sông gọi là sông Avon và rất là nhiều vịt trời. Các bạn thấy có thể là mấy chục con vịt trời nó đang bơi đằng kia xa xa kìa các bạn. Phía sau cái cây thì các bạn thấy còn nó bơi dưới sông này. Còn bên kia là một cái vườn bách thảo ở đây không phải là Botanic Garden, là chỗ chủ yếu là có trò chơi trẻ con hoặc là hoa trong đó thôi, nó không có thú ha. Còn dưới trước con sông nhỏ này nó có những cái bàn ghế để mọi người có thể là ngồi chơi picnic ăn trái cây gì đó trong dịp cuối tuần. Các bạn có thấy thấy con chim như này, không khí rất là trong lành, rất là thích. Chính giữa trung tâm này nó cũng có những cái cây cổ thụ này, cái gốc này chắc là cũng mấy người ôm luôn á. Mình sẽ đi vào cái Botanic Garden bên trong thì nó có gì các bạn. Mình sẽ đi đây. Mình đang đứng trên cái cầu này, mình quay xuống dòng sông mọi người thấy những chú vịt đang bơi rất là thích thú, giống như là một không gian riêng của các bạn. Mình sẽ quay vào phòng hướng ngược lại bên cầu này như thế nào. Xa xa này là những chú vịt nữa nha các bạn, họ rất là thích. Mình sẽ tiếp tục đi vào bên trong như thế nào. Khi mà vào cổng ở đây thì nó có một cái vòng để nó trồng hoa này, xen kẽ những này lá này, rồi này lá nó bọc 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 cắn rồi nhìn giống tuyết nhưng mà không phải, đó là lá ha. Hoa rất là nhiều màu sắc, cái bông hoa nó nhìn giống như một hoa rơ muống biển hoặc là hoa của nhà mình, tại vì cái bông nó xòe ra nó có vòng tròn và chính giữa cuốn sâu vô, và ở đây nó có màu tím và màu hồng này rất là thích. Các bạn thấy nè,
sẽ quay cao hơn mọi người thấy. À, ở đây nó rất là quy định rất là rõ ràng. Cho cái thùng rác thì nó không có, đó là cái thùng nào là thùng cho rác bình thường và rác tái chế. Rồi mình sẽ tiếp tục, mình sẽ quay qua. Ở chỗ này nó có giới thiệu một số cái, ví dụ là giờ cái là viện bảo tàng, chỗ khu trò chơi, hoặc là khi chỗ nhà đi vệ sinh, hoặc là cái trung tâm để mọi người viếng thăm rất là rõ ràng. À, bây giờ mình sẽ qua cái khu trò chơi sơ sơ như thế nào. À, mình đang đi bộ qua cái khu trò chơi. Khu trò chơi thì chủ yếu là các em nhỏ chơi. Nó có là cầu trượt, xích đu, một số môn chơi mà em rất là thích. Mình hạn chế qua cái khu đó nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Video hơi dài nên mình sẽ chia ra nhiều phần. Đó là phần 1 của phần North Hadley Park, hoặc là công viên phía bắc của Hadley, và đi vào cổng bên Botanic Garden có khu vui chơi của trẻ em. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của North Hadley Park, hoặc là công viên phía bắc Hadley Park và Botanic Garden. Chào tạm biệt.